Xin chào mọi người, chào mọi người trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm sẽ giới thiệu về module cảm biến radar RCVKL0516. Trên tay mình là module này. Thì ở module này sử dụng IC là RCVKL9196. Đây, IC đây. Và các chân này. Thì mình nói qua về các chân này nhé. Đầu tiên là chân 3,3V. Chân 3,3V là chân này nó sẽ cấp ra điện áp là 3,3V. Chân GND và chân VIN là chân cầm nguồn cho module. Thì phạm vi cầm nguồn vào là từ 4 đến 28V. Đây, còn chân out là chân đầu ra. Chân out này thì nó sẽ khi mà có tín hiệu ấy, đầu ra sẽ là 3,3V và không có tín hiệu thì là 0V. Còn chân CDS này là chân ra tín hiệu của đây của điện trực quang này. Của quang trở đấy. Thì là nếu mà mình hàm vào đây thì là cái chân này là sẽ ra tín hiệu của con quang trở này. Ở trên đây cũng có 1 này, 2 3 3 cái tiếp điểm này. Thì đây cái chân CTM này là cái chân mà mình sẽ cài đặt cái thời gian lặp lại của ao ra. Thì mặc định cái thời gian ao ra là khoảng 2 giây. Nhưng mà nếu mà mình muốn thay đổi cái thời gian tăng cái thời gian ao ra thì mình sẽ hàn con tụ vào đây, tức là giá trị của tụ. Tùy vào giá trị của tụ thì thời gian sẽ thay đổi. Đây, chân RGN. Chân GN là chân cài đặt cái khoảng cách mà radar có thể phát hiện được cái chuyển động. Thì là cứ mình cứ lắp một con trở khoảng 1 mê thì là khoảng cái phạm vi nó sẽ giảm xuống là 2 mét. Đó, cho mình nó khoảng gần 2 mét đấy. Có cái chân đây RCDS này. Đó. Khi nếu mà mình hàn vào ấy thì là nó sẽ tắt cái chế độ phát hiện vật chuyển động vào ban đêm. Đó. Đây là cái phần phát hiện này. Thì cái góc quét của nó là khoảng 120 độ và cái khoảng cách phát hiện và chuyển động mặc định nó là khoảng 7 mét. Đó. Thì bây giờ mình sẽ test cái chức năng phát hiện vật chuyển động của nó. Đó. Thì ở đây mình sẽ test với lại con LED. Thì bây giờ mình sẽ test cái module cảm biến radar này với lại đầu ra là mình sử dụng là con LED. Đây. Chân nguồn này, chân VIN với chân GND. Đây, mình cấp ra. Và chân out mình cho qua một con trở 100 ohm để cho đảm bảo LED nó sáng ổn định. Đây. Thì ở đây mình sử dụng các cái tức là mình sử dụng cái tính chất mặc định của nó. Mình không hàn thêm bất kỳ một cái gì cả. Nếu mà các bạn muốn thay đổi cái chế độ và thay đổi thời gian hoặc thay đổi khoảng cách thì mình có thể thêm các cái trở đây. Đây này, trở đây. Tụ rồi. Và quang trở. Đây, quang trở. À, để thay đổi các cái chế độ của nó. Thì bây giờ mình sẽ test cả chế độ ban ngày và ban đêm. Ở đây mình cấp nguồn 12V này. Phạm vi nguồn có thể là từ 4 đến 28V. Ở đây mình cấp 12V.
khi có vật chuyển động trong cái vùng quét của nó. Khi mà vật không chuyển động nữa thì áo giả sẽ bằng không. Nhưng mà mình sẽ test ban đêm này. Khi cơ vật chuyển động này. Không có này, đèn tắt này. Có này. Đấy. Rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành test cái khoảng cách phát hiện vật của nó. Rồi, thì bây giờ mình sẽ test khoảng cách phát hiện vật của nó. Gần. Trên đây mình vừa giới thiệu về cái mô đun cảm biến radar này. Các bạn có thể kết hợp nó với lại vi điều khiển hoặc là cái mạch đóng ngắt cái thiết bị khác để làm các ứng dụng trong thực tế, như là bật tắt cái bóng đèn dựa vào chuyển động của vật hoặc là chống trộm. Rồi, thì video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video của nhóm.